Ok anh em, và bây giờ sau khi bắt tay xong thì chúng ta đến đôi giày mọc khăn lo cho anh em ơi nha. Bây giờ Khải làm ít phút viên. Giày thì Khải sẽ tính rồi đó, Khải sẽ ép dòng sinh lực đầu tiên. Và tiếp theo đó là khăn lôi. Và dòng thứ ba đó là dòng tóc. Dòng tóc nó hơi căng này, hay là ép tóc trước này mà. Ép tóc trước thì nó tự tin hơn nè. Ép tóc trước thì tự tin hơn nha nè. Được, Khải ép tóc trước đi. Khải thấy ép tóc trước nó ok hơn nè mà. Mà ép cái kia thấy kinh quá. Cái kia có cái đôi giày nào khác tóc trước không? Kiếm đôi tóc trước đi. Top 40 đầu tiên thì đơn giản. Tóc đầu tiên này, đâu tóc đâu. Đây ok. Rút cái phẩm tóc đầu tiên trước nha nè. Rồi. Rút mấy cục hiện 1, hiện 2 đó. Hiện nè. 1 nè. Đi phụ duyên. Rồi. Thủy tinh. Bỏ món này xuống đi, từ từ thủy tinh xong. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy dòng tóc trước nha nè. Tóc hiện 1 nè. Thủy tinh 1 nha nè. Mà 1 phụ duyên và 2 thủy tinh. Nếu phần 8 thì tí nữa vẫn đọc 2 thủy tinh là lên em ơi. Nếu phần 8 nha. Còn phần 7 thì mình sẽ đọc cho nó nhét cho nó thêm 1 viên là 3 viên thủy tinh. 8 hay 7 đây. 8 ok. 8 thì chí tí nữa đọc 10 phút viên và 2 thủy tinh là lên lên. Rồi đến dòng dòng hiện 2. Rồi khai rút hiện 2 luôn. Hiện 2 thì cũng cũng 2 thủy tinh thôi. Cũng rút 2 thủy tinh thôi nè. 1 thủy tinh 3. Hiện 2 thời gian một hồi nè. 10 phút viên nè. Tinh 3 hiện 2 nè. Phù hợp sinh lực 7-8 là easy mát thôi nè mày. Hiện 2. Rồi hiện 2 phục 7. Phục 7 tí đập 2 thì tinh cũng lên luôn. Rồi được rồi, hiện 2 rồi đúng không? Lên ấn này. Ấn 1 mọc nè. Ấn 2 mọc nè. Hiện 3 nè. Hiện 4 mọc nè. Quên ông 3 mọc nè. Rồi. Giờ lấy thêm phúc duyên. Cái này Khải sẽ vẫn chuẩn bị đủ 6 dòng đâu đó. Rồi Khải sẽ đép cho anh em xem một cách dở nha nè. Chứ cứ lần ngoài dòng này rồi chặt đến dòng khác là nó lộn xịn ngậu đó nè. Khải cứ ép, Khải rút đủ 6 cái khoáng thạch đâu đó thì chúng ta vẫn đoạn ép thôi. Bởi phúc duyên càng nhiều càng tốt nè mày. Này sẽ tốn rất nhiều phúc duyên. Hello Nguyễn Thái nha. Ờ cái này thấy thằng tinh 3 không à. Sau dòng tóc là dòng khăn lôi nó rất là tốn kém luôn em ơi. Dòng đó mà đem mà tiếp khăn lôi 27, 28 ấy. Thường thường là trung bình này cứ 5 đến 10 bình phúc duyên đại là được. Còn lần này thì Khải ép test trải nghiệm cho anh em xem được khoảng 10 bình là gọi là tuyệt đối lên nè. Đa số vào thực tiễn Khải ép khoảng 5 bình này, 5 bình phúc duyên đại này. Tại vì phúc duyên nó đang free á, nên là Khải rút và ép 10-10 á. Còn tiền sự vào thực tiễn Khải ép 5 bình là cao. 2 thủy tinh 5 bình là cao. Cũng có những dòng sinh lực nỗ lực chỉ cần ép 1 thủy tinh là còn đủ lên 18-19 này. Rồi ok. Ok xong rồi. Rút mấy thủy tinh 1 nè. Chúng ta sẽ lấy mấy cái phẩm xanh nè, đồ xanh nè. Lấy một tay cho nó có chỗ chứa như này mày. Lấy cái đôi giày chỗ quá. Tay mọc nữa nè. À, đến dòng khăn lôi ấn 1 nè. Rồi khăn lôi ấn 1 nè. Phù hồi sinh lực dòng cuối nè. Ok. Ơ à, nếu phù hồi sinh lực dòng 2 rồi. Chuyển hóa. Rồi ok. Khăn lôi nè. Khăn lôi ấn 1 đâu. Đã ấn 1 nè. Ấn 2 đâu. Ấn 2 chuyển hóa nè. Từ từ. Chuyển hóa ép sau nè. Đã rút rồi nha nè mà. Đã rút ra dòng khăn lôi đó. Dòng khăn lôi thì Khải cũng rút ra lấy cho mình đó là một cái for sun khăn lôi nè. Một ấn 1 nè. Một hiện tinh 3 nè. 10 phút duyên nè. Từ từ chưa tắt phút duyên. 10 phút duyên thay vào chặt chỗ nè. Không có 10 phút duyên nè. Bỏ cái này 10 phút duyên vô nè.
lấy này, lấy lại nha em ơi. Khăn lôi này, ấn 1 này, hiện tinh 3 này, mưu duyên này. Ở dòng này thì khăn lôi cố gắng lên phòng trạch 8 là mới thành công nha em ơi. Hiện tại đang thừa 4 thủy tinh, bỏ 4 thủy tinh vào nha em. Rồi dòng này lấy phòng 8 là đẹp, 8, 9 là ok nha em ơi. Phòng 7 là xịt nha em, phòng 7 đập xịt nha. 7 là không lên được 30 đâu. 8 ok, 8 này cũng sợ gơ ta. Rồi đến tiếp theo là dòng hiện 3. Hiện 3 của hiện 3, hiện 3 lấy 1 thủy tinh này. Hiện 3, hiện tinh 3 này, mưu duyên này. Rồi 78. Tám, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái dòng phục hồi chuyển hóa nha em ơi. Dày lá đai lưng này, dày chặt chỗ lưng hay bao tay cũng được. Ok, đây rồi. Ấn 2 nha em. Chúng ta sẽ rút ấn 2 chuyển hóa. Chuyển hóa này rút 10 thủy tinh, 1 thủy tinh là 1 thủy tinh với lại 10 phú duyên là lên rồi. Chưa tách hiện tinh là chút nữa. Đa số ở tay này cũng ép toàn hiện tinh 3 thôi em ơi. Chúng còn hiện tinh 5, 6. Hiện tinh 5 chỉ ép phòng thủ một lý thôi. Hiện tinh 3 là easy lên hết rồi. Rồi dòng này sẽ tiếp tục là ấn 2. Rồi hiện tinh 3 10 hữu duyên. Này 1 thị tinh, đập 1 thị tinh vẫn lên nha nè. Phòng 7 là lên rồi. Phòng 7 là lên 10 rồi. Rồi ok. Phòng 7 này, sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì bây giờ chúng ta chỉ việc lấy thêm phục duyên và cái này kháng lôi cần 30 bình phục duyên đại lên này. 1, 2, 4 ok. Bên trong này thiếu thủy tinh nha em ơi, lấy ít thủy tinh nữa đậm này. Rồi ok, khá hơi bị chật cái chỗ nếu được khai bớt đó. Gồm làm mắt này hơi chật không đủ, cán mắt này chật chỗ quá, từ từ hủy bỏ. Bỏ bớt. Rồi dòng đầu tiên chúng ta sẽ đập vô đó là dòng tốc độ nha em ơi. Tốc độ chuyển dòng ấn 1 nha em. Do quên dòng hiện 1 nha em ơi. Xe mà mới ra sẽ bắt đầu ấp bình vào 7 giờ tối ngày 23 tháng 2 nha em ơi. 7 giờ tối ngày 23 tháng 2 nha mọi người. Tinh 3 hiện 1.8. Nếu đập 2 thì tinh vẫn lên 40 nha. Còn em nào đen thì 38 và 9. Do quanh dòng hiện mọi nè em ơi. Xe mà mới ra sẽ bắt đầu ấp bình vào 7 giờ tối ngày 23 tháng 2 nè em ơi. 7 giờ tối ngày 23 tháng 2 nha mọi người. Tinh 3 hiện 1.8. Nếu đập 2 thì tinh vẫn lên 40 nè. Còn em nào đen thì 38 và 9 đó. Đen là 38 và 9. Rồi ui. Đen thì 38 và 9 40 ok. Dòng khăn lôi thì Khải sẽ bỏ vào hiện tinh 3, phẩm lôi nè, 30 phục duyên và 4 thì tinh là lên rồi. 4 thì tinh là lên 30 nha Nam. Do mình bỏ chỗ này 30 phục duyên đại rồi nè, cũng không sợ lắm. Chỗ này mà bỏ 10 thì mày ra thêm viên thì tinh nữa. Lâm tiên 30 ok. Để nhìn tiếp theo đó là dòng phục hồi sinh lực. Phục hồi sinh lực ở đôi giày dòng hiện 2. Hồi sinh lực này chúng ta sẽ cần là mấy viên thủy tinh nữa. Rồi khám nha nè. Đó, được hai dòng nha mọi người. Ok chưa? Hiện tinh vẫn là hiện tinh 3. Đa số hiện tinh 3 thôi nè mày. Này phẩm 7 phục hồi sinh lực thì vẫn là 10 phục duyên và một thủy tinh thôi là vẫn lên nha nè. Nhưng mà Khải muốn chắc cú là Khải không thích thì tin đó, Khải thêm một viên nữa đó. Tại vì cái này phẩm 7 nên Khải sợ nó rớt xuống 43 điểm quá. Cho nó thêm viên thừa thường tí nè mày. Lâm Tiên, hello Nguyễn Bình nha, hello Quang Minh Quang người nè mày. Anh em đang xem đừng quên để lại Khải một lô nè mày. Rồi 6 điểm này, tiếp tục đó là dòng chuyển hóa. Dòng chuyển hóa thì ấn 2. Chuyển hóa này chúng ta chỉ cần bỏ 10 hữu viên, 1 thì tin là lên rồi nè mày. Lên 10 nha nè. Ấn 2, chuyển hóa.
10 Phụng Duyên này và 3 viên thiện tinh. Xong. Dòng cuối cùng là cho sinh lực cao cao tới nào mà cho nó thọn 140 mấy rồi, nhìn xấu lắm. Ê, gì vậy? Ủa sao phục hồi sinh lực nữa? Dạ, lộn rồi, dòng cuối còn lấy phần dòng cuối còn lấy cái kia mới đúng. Rồi có thể lấy thêm phút gì nữa mà. Dòng cuối sinh lực mà nãy hãy rút lộn cái dòng phục hồi sinh lực rồi. Hello Thành Tiền Lê, người anh em ơi. Ok người anh em, kính chúc người anh em xem live vui vẻ nha. À, dòng cuối cùng là phòng sinh lực nha anh em ơi. Sinh lực nha anh em, sinh lực dòng 6, dòng 3. Sinh lực nó xong nha. Sinh lực. Ok có rồi. Giờ rút chúng ta sẽ rút lấy như một tiên hiện tình 3. Lấy này, sinh lực này, hiện tinh 3 này, ở cục hiện 3, vứt 3 rồi, lấy thêm 1 cục hiện 3. Hiện 3. Hello người em viết 5 lời nha anh ơi, ok anh ơi. Anh em mới vô đỡ lại, khám lại cho sẻ ngồi cho anh em ơi. Hiện tại khả năng ép một đôi giày cho anh em ơi nha anh em ơi. Và chuẩn bị 9 giờ sẽ đánh thông kim nha anh em ơi, 9 giờ sẽ đánh thông kim tìm top cho vui nha anh em. Hiện tinh này, ống 3 này, mũ duyên này, hai thiệt tinh, đập hai thiệt tinh, phần 8 là ok. Sao có ép nỗ lực Khải à? Ồ nghe mây mà Khải lát sinh lực với nỗ lực gì đâu, nỗ lực nó nhiều lắm, lực nó và nó đến hơn ca máy lận. Rồi vô khám này. Nói chung đôi giày này ép là vui chứ đỡ mà nói, mà đỡ mà lấy luôn sinh lực nỗ lực thì nó lại ngon hơn. Lấy thằng ép lấy dòng phục hồi sinh lực cho nghe mươi cho nó phục hồi cho nó nhanh đó. Thêm ít điểm trên giày nó khỏe. Bao tay giữa giày với đai thì phục hồi cũng được 18 điểm trên giày nữa. Nên nó sẽ hồi máu khá là nhanh. Thích vậy, kiểu mình thích vậy nữa nè. Rồi rút 2 đập 2 nha nè. Phần 8 thì chắc chắn lên 180 rồi. Đen quá thì 170 nữa. Có tu BK đánh tống kim không? Có nha Ninh Nguyễn ơi, vào ban đi sẽ có tu nha người nam. Đây anh em ơi, vào ban sẽ có tu nha nam, cứ vào ban có tu nha. Rồi xong rồi giờ nha em ơi. Sinh lực 182. Ok. Hello tu xin nha, hello anh em mới vô. Cảm ơn anh em đã follow nha. Rồi xong rồi giờ nha nam. Bây giờ chúng ta sẽ ép đến đá lưng mọc. Ok, khai giao dịch đôi giày cho người mới luôn. Đó. Cái gì game luôn. Xong nha nam. Ừ mưa đầu mùa ơi. À, cảm ơn em đã nhắm follow anh em ơi. Anh em nào mà thích xem thử game Giải Lâm Chương 1 thì đừng quên ghé vào kênh YouTube Dư Khải Nguyên Minh cũng như là Phở Boy Dư Khải Nguyên Minh. Kèm với TikTok Dư Khải Nguyên Minh đó lại cho Khải một follow theo dõi ủng hộ cho anh em ơi. Và Khải hay livestream vào lúc 11:30 trưa cũng như là tối 7:30 tối nha anh em. Hàng ngày nha mọi người. Rồi xong hai món này. Đã cho anh em xem hai món thì chắc chơi người dơi luôn. Nói chung là mặt đồ tím nó nhìn nó vẫn đẹp anh em ạ. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đánh đan lưng nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đánh đan lưng nha. Lâu quá gặp ở TikTok. Ok từ Cường Huỳnh ơi. Ok cảm ơn người anh em nha. Rồi giờ chúng ta sẽ đến đánh lưng. Lưng dành cho nghe mươi.